Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Đại Tiệc Giáng Sinh. Giáng Sinh sắp tới phải không nào? Giáng Sinh người ta còn biết tới là Noel, ngày mà Chúa Giêsu chào đời. Và dịp này có rất nhiều điều thú vị như là ông cây thông Noel này, người tuyết này, ông già Noel và những chú tuần lộc đáng yêu. Quy An thích nhất là được tặng quà. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích điều gì? Các bạn hãy chia sẻ cho Quy An nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.